Vụ việc cô Nguyễn Thị Minh Hương, chủ nhiệm lớp 3A5, trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, răng đe học sinh bằng hình thức ép uống nước giải lao bảng khiến dư luận dậy sóng. Theo tường trình của cô Hương, trong giờ học do học sinh Phạm Hương A nói chuyện riêng, cô đã nóng giận nên bảo lớp trưởng vắt nước giải lao bảng rồi bắt học sinh này uống để phạt. Được biết ban đầu bé Phương A không uống, nhưng cô Hương nói nếu không uống cô sẽ đổ vào mồm nên buộc em phải uống. Một vụ việc khác xảy ra tại trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội. Theo đó, cô Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, đã dùng thước kẻ đánh vào chân 11 học sinh do vào lớp muộn sau giờ nghỉ giải lao. Vài ngày sau đó, do việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều bậc phụ huynh bức xúc, chị DTH có con nằm trong danh sách 11 học sinh bị đánh, cho biết ngoài dùng thước kẻ đánh, cô còn sử dụng nhiều hình phạt rất nặng khác. Cụ thể như chạy 10 vòng quanh sân trường, Lớp trưởng đi quản lớp, cô tưởng rằng đi chơi nên cũng đánh, thậm chí có học sinh bị đánh rung hết chân gần như quỵ xuống. Một hình phạt khác của giáo viên lớp 4A, trường tiểu học Ninh Sở, Thường Tính, Hà Nội cũng khiến cho phụ huynh tại đây lo lắng. Theo đó, sau khi nghe từ lớp trưởng lớp 4A do học sinh tên N nói bậy, cô Hồng Anh, giáo viên chủ nhiệm đã cho hơn 40 học sinh trong lớp cào tác học sinh này. Hậu quả là má học sinh này sưng tấy, trầy xước và tâm lý sợ hãi.